nghe máy đấy. Bây giờ ông còn khỏe, ông cố gắng về. Bây giờ một ngày một yếu rồi, chứ giờ ông về năm nào được, mấy năm ấy tôi chứ giờ nó không như con tuổi còn trẻ đấy, nhá. Đúng lúc ông yếu không về được. Thế giờ là bố cháu gọi điện nữa nhỉ? Vâng, cái dịp cứ không có dịp đấy là về thế là như này là tốt rồi đấy. Dạ, ừ. Chứ còn nếu mà chính chương nữa thì lại phải 3 năm nữa. 3 năm nữa. Dạ. Nếu mà thọ được thì không biết được. Nếu mà thọ được rồi nhưng quan trọng có đi được không ấy. Đấy. Rồi có đi cho yếu không. Quan trọng là còn đấy nhưng mà quan trọng có đi được không ấy. Bố cháu thì còn cái ước vọng là còn về quê ăn Tết đấy. Đấy thì cái Tết vừa rồi đây này. Không, Tết vừa rồi là định về đấy, mùng 2 là ông cháu kéo nhau về đấy. Thế nhưng mà ốm. À ốm à? Đấy. Ốm cho nên là không đi được. Bố cháu gọi điện cho chú là phương án là chương trình là định là về hôm mấy nào, hôm 2 hai mấy là này về. Về bên Thái Bình ăn dỗ em gái hay là chị gái của bà Yến đây này. À, nhà đông. Vâng vâng. Thế xong bắt đầu là về bên quê coi là ăn Tết ở quê. À. Đấy em đặt được chương trình như thế. Nhưng chắc là ốm không đặt được bạn mà. Ốm ốm không đi được. Đấy. Mới ông đặt nào mới là hôm 2. 24 hay 27 dỗ gì 26 27 dỗ bên Thái Bình này. Lịch trình ấy. Lịch trình thì là lên lịch trình là đâu vào đấy rồi. Thế nhưng mà cuối cùng là ốm nên thế này là không làm sao được. Nó khổ có mấy em thì lại là bố chó thì đằng ấy, chú thì ở mấy ở đây cơ nhỉ. Chứ cháu bảo bây giờ ngoài xã hội là non với nhau là tình cảm sống với nhau, cùng quê hương với nhau, anh em sống với nhau mãi này nhá. Em mới làm thế nào được đấy, đây điều kiện này mấy thằng này thì nó lại đấy bận công bận việc. Lăng mà cũng có chương trình rồi bảo bao giờ ấy thì là chúng mày thứ tư nó có điều kiện là đi cho bố đi trên chỗ đại chơi thì nguyện vọng của tao tao muốn đi ra hoàng gai cho chơi một tí này á. Làm ra để ta tham quan cái cầu Bãi Cháy thế nào là tao chưa đi được này đó. Làm cái món xây dựng thì biết bao giờ cho nó thư được. Có cái nào ta sắp xếp một công việc đấy. Vâng. Cái món nào thì ta để cho thợ làm được thế đi được. Chứ còn nó đang một như công trình nhỏ nằm móng hay là vận chuyển bị cho phần mái luôn thì có được hả? Đấy. Đây là xong là đi cái phần mà trang trí cái nhỉ? Thì nó tốt lắm làm thì đi một buổi thì mua về được hả? Cái nghề đấy mà bảo mà gọi là cứ thái được cái đấy thì khó lắm. Chú ra đây chú nào bây giờ tôi nói không là mấy cái năm trước cách đây 6-7 năm là trong miền Nam chú đi rồi. Vào chỗ chỗ bà Bon chú ông tình rồi đâu ấy là cách Đà Lạt là đi 25 cây trên nền đấy thì bắt đầu là nó đưa đi một ngày đi Đà Lạt vào đi thăm mộ của ông anh trong ấy nhỉ, vào viếng mộ đấy. Vào cái mộ đấy xong bắt đầu là về một trong đấy một ngày tối về xong nghỉ một ngày thì hôm sau bắt đầu thì tụ đi mới nghe thằng uống thằng đặt nó là thuê bảo thằng tình nó thuê cái ô tô